Vị trí ở đây nè, từ điểm ta đây là mình sẽ hẳn qua đây luôn. Bây giờ cứu cái con này ra nè, giờ sao cứu ở đây? Gỡ móc kéo, lắp móc kéo vô này coi. À, con này nhấn chữ E vô nó. Điều tra. Tức là phải lấy con này nè, phải lấy con này chui vô đây nha. Không có con này chui vô đây chắc không lấy được nó đâu. Điều tra. Và lắp móc kéo. À, chắc là nãy dướng cái này cái gì. Có thể là à hiểu rồi, giờ về trước thôi, móc kéo, nếu mà để móc kéo vào đây để gắn vô cái đầu bên đây rồi kéo ra đúng không? Đây nè, lắp móc kéo nè, được nè. Còn là sao đi ra, thao ra ngoài đi cho dễ, kéo ra được không? Không có được luôn, gỡ móc kéo thôi. Lắp móc kéo sao kéo được đây? À kéo nè. Ờ à, phải lên đây kéo mới được. Hiểu rồi. Đi ra. Đây là gì đây? Tật. Đây. À hiểu rồi. Ở đây nó sáng lên nè. Lấy cột làm trung tâm nè. Xung quanh 3 cây nè. Đây sẽ còn ba cái giải đối tương tự với cái này nữa. Theo cái hướng nè, hướng này ở đây thì giải đối ra đây. Con thì cũng ở đây, có thể nó sẽ hướng đâu bên đây. Mình mới dọn sẽ... À, đây nè, chờ. Cái này, nhấn... À, cứu được nó nè, trời ơi. Sáng lên kiểu giống như là con hằng đồng vậy đấy, tương tự con hằng đồng ba cái bẫy đá nè. Ở đây thì nó sẽ là tương tự với đây, sẽ là khoảng đây. Đây sẽ kiếm cái chen như vậy luôn. Nó đây nè. Trời ơi, kiếm gần chết khùng luôn, kiếm trong cái nhà này. Trời ơi. Ngay vị trí này nè. Mấy cục đá nè. Cho con này ngậm đây nè. Phun vỡ hết cục đá này luôn. Vỡ hết cục đá này, nó chạy ra đây. Cháy nha, phun vỡ hết đống đá này nè. Gặp nó ở đây. Má ơi, kiếm khùng luôn, ghét phá, phun hết cái đống cây này luôn, không có, ai vậy nằm đây. Khổ thiệt. Ba cái thôi, đừng hiếm thôi. Chạm vào. Hiệu quả lường nguyền tối đa cộng dồn 15 tầng. Chưa hiểu lắm á, chưa phải đánh rồi mới hiểu. Trời ơi, nó điểm thôi. Trời ơi, nó điểm thôi. Lại nó 15 tầng, ok. À, hiểu rồi. Giết lên tầng đúng không? Đúng rồi. Mày gì tự giúp máu đúng không ta? Cái việc này tối đa 15 tầng, mới 3 tầng à. Trời ơi, giúp máu chịu không nổi luôn á.
Ui được cái ham. Rồi, da 14 tầng thôi được rồi. Da hồ 2. Nói chung đánh cái này nè, đừng có ham tầng quá, cứ đánh bình thường thôi. Cứ đánh khoảng chừng 10 tầng được rồi. Giờ giao vào đánh nó thôi, chứ đánh rồi mình 15 tầng, mình ham 45 tầng là máu cho nó giúp dữ lắm. Tự động giúp máu mà.